chương 281, thần nữ cũng rất ngoan. Triều đình đại quân tới. Phía tây một tòa đại thành bên trong, đương đại thần nữ ngồi ngay ngắn ở phủ thành chủ chủ vị. Nghe tới thám tử tới báo, con mắt của nàng lập tức hơi híp. Trong mắt màu tím, hoàn toàn khác hẳn tại thường nhân, tăng thêm bóng loáng có chút không chân thực da thịt trắng như tuyết, nhìn xem giống như là từ nhị thứ nguyên đi ra tuyệt đại nữ thần. Mặc dù trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, hai đầu lông mày nhiều hơn vẻ mệt mỏi, nhưng mị lực cũng không có giảm bớt, ngược lại nhiều hơn khác thường lắng động. Thám tử là cái trẻ tuổi nam tử vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, huyết dịch trong cơ thể liền đột nhiên gia tốc, tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Bất quá không đợi hắn có phản ứng, một đạo lãnh mang liền rơi vào trên người hắn. Vẻn vẹn một chút, hắn liền ngăn không được toàn thân chấn động, đầu người sâu đậm thấp xuống. Trước mắt thần nữ, cũng không phải cái gì dáng dấp dễ nhìn bình hoa, mà là thần nữ bộ mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất tồn tại, đồng thời là Tây Sương quốc 30 vạn đại quân thống soái. Chỉ cần một lời, liền có thể để cho hắn vạn kiếp bất phục. Cũng may đạo này lãnh mang rồng rã chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có dây dưa. Vân vân. Mặc dù vẻn vẹn một chút, nhưng thám tử nhưng cũng ngăn không được trung lên. Có biết là ai lĩnh quân? Đương đại thần nữ vẫn như cũ lạnh lùng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Lốt điên. Nhưng lần này thám tử cũng không dám có dư thừa ý nghĩ, nghe được lời nói liền vội vàng mở miệng trả lời, căn cứ dọc đường điều tra, lần này lĩnh quân chủ soái là Đại Long gần đây quật khởi nhân vật, phong hào thần lâm hầu hầu tước. Thần lâm hầu. Đương đại thần nữ vốn là vẫn luôn duy trì thuộc về thần nữ lạnh lùng, phản phất thế gian mọi chuyện đều không thể ảnh hưởng hắn một chút nhưng tại nghe được cái này nhân vật thủ lĩnh sau đó đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên thám tử bị một màn bất thình lình sợ hết hồn còn tưởng rằng chính mình lại đã làm sai điều gì nữa nha dọa đến toàn thân đều run rẩy cả người đều phải sụi lơ trên mặt đất cũng may đương đại thần nữ khác thường chỉ là kéo dài một hồi lại khôi phục dĩ vãng bằng không thật không cách nào chống đỡ bọn hắn hiện tại đến cái nào đương đại thần nữ một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi nhìn xem khôi phục bình tĩnh nhưng tiếng nói tại thời khắc này lại trở nên phá lệ lạnh thám tử không rõ ràng cho lắm nhưng loại này sự tình tự nhiên không phải hắn có thể hỏi nghe vậy vội vàng nói ra đại quân vị trí đồng thời nói ra càng nhiều tin tức tương quan nên ngang tới một đường còn tinh tâm tràn đầy trấn an chạy nạn bách tính tuyên bố 10 ngày liền đem chúng ta đánh tan ngươi ngược lại là hoàn toàn như trước đây tự tin a à. đương đại thần nữ đôi mắt băng lãnh rét thấu xương bất quá như vậy cũng tốt vừa vặn đem tự tin của ngươi nát bấy thân bại danh liệt truyền ta soái lệnh toàn thể đại quân lập tức tập kết bản soái muốn xung phong một cái liền đem triều đình đại quân cho nghiền nát đương đại thần nữ băng lãnh hạ đạt chỉ lệnh nàng lần này muốn thống soái đại quân ngoại trừ tự thân giả vọng chính là tìm lâm phàm cái này cừu địch báo thù để cho cừu địch trả giá đắt bây giờ cừu địch chính mình đưa tới cửa nàng nơi nào sẽ có tránh lui ý tứ kiêu ngạo nàng không cho phép 30 vạn đại quân đồng dạng không cho phép bởi vì tại trong tình báo lâm phàm xuất lĩnh triều đình đại quân lại chỉ có chỉ là năm vạn tăng thêm dân phu cũng chưa tới 10 vạn như thế khác xa binh lực còn dám trực tiếp hướng bọn hắn mà đến đây là bực nào kinh thị đối mặt loại tình huống này nếu là còn không dám chính diện nên chiến cái này không được hay sao vì nguyễn chân tôn sao còn xâm chiếm đại long lãnh thổ trở về trồng trọt đều ngại cái eo thật không thẳng là tại bên cạnh đợi lệnh lính liên lạc cấp tốc đi tới đặt nàng người cầm đầu này xoáy lệnh tây sương quốc đại quân điều động rất nhanh liền bị bầu trời chim ưng bắt giữ từ trên không trung rơi xuống nhất và sơn lâm ở trong bên trong có một đám người áo đen đưa tay đem chim ưng tiếp vào trên tay mình màu lóc đen giấy mạ vàng đặc thù trang phục chính là lâm gia ám vệ chuyên chút trang phục đồng dạng những thứ này rơi xuống chim ưng cũng không phải chân chính hùng ưng mà là trong rất sống động cơ quan thú điểu chuyên môn dùng giám sát lúc này những thứ này cơ quan thú điểu rơi xuống tây sương quốc đại quân điều động liền thành công bị chuyên môn phụ trách thu thập tình báo ám vệ bắt lấy đến tây sương quốc đại quân điều động một đội lập tức trở lại hướng gia chủ bẩm báo ám vệ lĩnh đội mở miệng phân phó là một đội năm người tiểu đội cấp tốc lĩnh mệnh mà đi biến mất ở sơn lâm ở trong những thứ này xâm nhập địch hậu ám vệ mỗi một cái cũng là trong ám vệ người nổi bật yếu nhất cũng là siêu nhất lưu đỉnh phong, trong đó tiểu đội trưởng càng là đạt đến tuyệt thế cấp bậc. Loại này cấp bậc cao thủ, toàn lực mà đi tốc độ tự nhiên cực nhanh. Thời gian không bao lâu, Lâm Phàm liền biết được Tây Sương quốc đại quân điều động tình trạng. Quả nhiên là kiêu ngạo thần nữ, không có cả loè loẹt, muốn chính diện đem ta cho nghiền nát, bất quá cái này tốt hơn, dạng này có thể tiết kiệm không đi thiếu truy kích thời gian. Lâm Phàm biết được đối diện tình trạng, lập tức nở nụ cười, cái này có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Hắn dạng này nên ngang tới, muốn chính là cái hiệu quả này, bây giờ đối phương cũng ở đây phương diện thỏa mãn hắn. Điểm ấy cũng rất ngoan. Liền đi theo bên trong đều thời điểm, ngoan ngoãn trả lời hắn hỏi thăm bất kỳ lời nói nào, đồng thời thỏa mãn hắn một chút không an phận thỉnh cầu một dạng. Gia chủ, sau này thế nào làm? Sớm đã chờ lệnh cơ quan chịu đặt chủng đội vân vân thống lĩnh, vào lúc này mở miệng hỏi thăm. 30 vạn đại quân. Cái này nghe vô cùng nhiều, trên thực tế chính xác vô cùng nhiều. Nhưng ở bọn hắn cơ quan thú đội ngũ trước mặt, chỉ là từng hàng rau hẹ thôi. Chỉ cần nghiền ép lên đi, liền giống như máy thu hoạch đã thu cắt đi, không có chút nào sức chống cự. Tại tràn ngập huyền huyễn sắc thái cơ quan thú trước mặt, đây hết thảy là giảm chiều không gian đã kích. Ngươi muốn như thế nào làm? Lâm Phàm cười ha hả hỏi. Trực tiếp nghiền nát. Cơ quan thú đội ngũ thống lĩnh, không chút do dự mở miệng tiến hành trả lời. Vậy thì đem bọn hắn nghiền nát a. À. Lâm Phàm gật đầu đồng ý ý kiến này. Định không để gia chủ thất vọng. Cơ quan thú đội ngũ thống lĩnh lập tức kích động lên, cấp tốc xuống chuẩn bị. Đưa mắt nhìn tướng tài đắc lực rời đi. Lâm Phàm liền đi tới trại lính tạm thời hậu phương. Chính mình cô em vợ trường lạc quận chúa, lúc này ngay ở chỗ này đặt chân, đương nhiên trong đó còn có tứ tuyệt quyền thánh bọn người. Tỷ phu. Nhìn thấy Lâm Phàm đến, cô em vợ lập tức lại là ngọt ngào tỷ phu trưởng tỷ phu ngắn. Không biết vô tình hay là cố ý, lại có điểm kẹp âm hương vị. Ân, ừ, ở đã quen thuộc chưa? Còn có quyền thánh tiền bối khôi phục như thế nào? Lâm Phàm gật gật đầu bắt chuyện qua, liền mở miệng hướng mình cô em vợ hỏi. Lão phu khôi phục rất tốt, cảm tạ hầu gia trợ giúp cùng nhớ nhung ân này tình lão phu cả nhà trên dưới đều đem ghi khắc lui về phía sau nhưng có phân phó tuyệt đối muôn lần chết không chối từ không đợi cô em vợ trả lời quả đấm thánh liền từ trong doanh trướng đi ra trước một bước nói lâm phàm cái này y độc xong tuyệt trước mặt chỉ là cổ độc tự nhiên không tính là gì một phen đơn giản trị liệu xong quả đấm thánh rất nhanh liền có thể khôi phục lại đối mặt như thế ân tình quả đấm thánh không có cả hư trực tiếp đưa ra hứa hẹn lâm phàm cười cười nói quyền thánh tiền bối nghiêm trọng tiện tay mà thôi thôi quyền thánh trịnh trọng trả lời đối với hậu gia mà nói đích thật là chỉ là việc nhỏ nhưng đối với tiểu lão nhân nhà mà nói cũng là thiên đại ân tình lui về phía sau có việc cứ việc phân phó chính là một đời tứ tuyệt nhân vật cứ như vậy bị lâm phàm thu phục không có bất kỳ cái gì bức bách bây giờ quyền thánh khôi phục lại lấy đối phương uy vọng tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể bình định lập lại trật tự đem chân vũ quán quái vật khổng lồ này một lần nữa nắm ở trong tay tứ tuyệt thế lực lớn bây giờ đã có ba cái trở thành lâm phàm thành viên tổ chức cũng liền còn lại một cái bắt chân còn không có nhét vào trong tay bắt chân đàm gia sao? Lâm Phàm sờ cầm một cái, nghĩ tới cái nào đó yên lặng thân ảnh. Tấu chương xong. Chương 282, thần nữ tâm tư lần nữa rối loạn. Đại quân tập kết. Nhìn xem mênh mông cuồn cuộn đám người, đương đại thần nữ lòng tin có thể nói tràn đầy. Nhân lực cuối cùng hữu hiệu. Đối mặt mấy chục vạn đại quân xung kích, liền xem như tiên thiên đỉnh phong cao thủ, cũng phải quỳ. Dù sao nhân lực cuối cùng cũng có kiệt lực lúc, trừ phi siêu phàm nhập thánh, thoát ly nhân lực cấp độ. Nhưng điều này có thể sao? đương đại thần nữ không cảm thấy. Hơn nữa, coi như thực sự là như thế, nàng cũng chuyên môn chuẩn bị ứng đối ác chủ bài. Chuyến này, thắng lợi chỉ có thể thuộc về nàng. Đại Long Triều Đình vẹn vẹn phái tới chỉ là năm vạn tạp bài quân đội, xem chúng ta vì không có gì, các ngươi nói nên làm như thế nào. Đương đại thần nữ thay đổi một bộ kiểu nữ tinh xảo chiến giáp, đứng tại trên đài điểm binh uy phong lẫm lẫm, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên đại quân lớn tiếng hỏi. Nghiền nát bọn hắn. Dưới đáy đại quân rống to đáp lại. Hảo. Rất tốt, đương đại thần nữ hài lòng gật đầu phía dưới những đại quân này cũng là chọn lựa ra tinh nhuệ là mỗi cái bộ lạc năng chinh thiện chiến dũng sĩ so với đại long quận huyện chế tây sương quốc lại là có chút không giống bởi vì là nửa vùng sa mạc thành trì cũng là tu kiến tại ốc đảo ở trong mỗi một cái ốc đảo kỳ thực chính là một cái bộ lạc tây sương quốc vương thất đồng dạng là một cái cực lớn ốc đảo xây dựng bộ lạc chỉ là thực lực cường đại nhất bị các đại ốc đảo bên trong bộ lạc phụng làm cộng chủ tạo thành quốc gia lốt điên điểm này giống tự do USA, mỗi cái bộ lạc đều có quyền tự chủ cùng vũ trang đội ngũ, là một cái kết hợp lại quốc gia. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, tăng thêm mỗi cái bộ lạc ở giữa thường xuyên sẽ có ma sát, trong đó vũ trang đội ngũ đều năng chinh thiện chiến. Mỗi trong bộ lạc chọn lựa ra dũng sĩ, tạo thành vạn người đội ngũ cũng khó khăn tìm địch thủ. Bây giờ ước chừng 30 vạn. Cái này ai có thế địch? Đương đại thần nữ lòng tin càng đầy, trực tiếp hạ lệnh để cho đại quân chỉnh thể xuất phát, chủ động hướng phía trước tới chinh phạt đại long quân đội nghiền ép mà đi. Oanh long 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 kỵ binh xông vào phía trước mặt giáp lạc đà tọa kỵ không thể so với trọng trang kỵ binh tới kém thậm chí ở trong đó còn trộn lẫn có thuần phục voi những thứ này voi toàn bộ phát lên trọng giáp nếu là tại trong đại quân mạnh mẽ đâm tới có thể tạo thành như thế nào sát thương có thể tưởng tượng được đằng sau là đội bộ binh ngũ mỗi một cái cầm trong tay sống loan đao phụ tên nỏ diện mục cương nghị hành động chỉnh tề rõ ràng đúng là tinh nhuệ sức mạnh như thế quân đoàn khó trách phía tây biên quân khó mà ngăn cản đâm lưng là một bộ phận đối phương cường đại đồng dạng là một bộ phận hơn nữa còn là điểm chủ yếu Đương đại thần nữ ngồi ở trên bạch mã, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy cái này một đầu không có chút nào tạp sắc bạch mã chỗ mi tâm, mọc ra một cái sừng. Rõ ràng, đây cũng là một loại dị thú. Chỉ thấy nàng tọa trấn tại trung quân, ngạo nhân dáng người cho dù là chiến giáp cũng không cách nào che đậy, tại trong đại quân phụ trợ lộ ra không ai bị nổi. Nàng lúc này giống như chân chính thần nữ, để cho phàm phu tục tử không dám ngước nhìn. Hai quân cách nhau chỉ có hơn 10 dặm. Dưới tình huống song phương lao tới, không đến nửa ngày thời gian liền hai hai nhìn nhau. Lâm Phàm cửi uy phong lẫm lẫm hổ vương, nhìn thấy đối diện đại quân sau đó, liền vượt qua đại quân đi đến mặt của đối phương phía trước. Hổ vương vốn chính là vương giả bên trong vương giả, tại huyết mạch đang tăng lên phía dưới, ẩn ẩn có khôi phục bạch hổ thần thú huyết mạch dấu hiệu, không chỉ da lông trở nên càng thêm ánh sáng, kích thước cũng so trước đó lớn hơn một vòng, vốn là cường tráng thể phách, bây giờ so châu phi trâu rừng đều phải tráng thật. Lần này đi theo tới, chính là vì ra vẻ ta đây, bây giờ Lâm Phàm đơn thương độc mã đối mặt địch quân đại quân, nó tất nhiên là sẽ không cản trở, bày ra vạn thú chi vương phái đoàn đầu tiên là kinh thường đảo qua đối diện lạc đà ngựa thậm chí voi liền nổi lên khí huyết dùng ra chiêu bài tuyệt kỹ hổ khiếu sơn lâm trống tràn ngập uy nghiêm thú vương gầm lập tức để cho đối diện kỵ binh phương liệt một hồi hỗn loạn chính là được xưng là lục địa cự thú voi vào lúc này cũng lộ ra vẻ sợ hãi tượng chân không tự kìm hãm được lui về phía sau lui nhìn thấy đối diện phản ứng nó mắt hổ vẻ kinh thường lập tức càng đậm uy phong lẫm lẫm chữ vương thật cao vung lên không chỉ thể hiện ra chính mình xem thường vương giả chi uy cũng không rơi xuống không tệ không tệ lâm phàm biểu thị ra đầy đủ tán thành để cho hổ vương đầu người dơ lên đến cao hơn bất quá đối diện đương đại thần nữ liền bắt đầu cắn răng nhìn thấy lâm phàm cái này cừu địch thời điểm nàng liền đã rất giận bây giờ lại cho một màn này để cho nàng làm sao có thể không có hỏa khí lão bằng hữu còn không ra chờ lấy ta mời ngươi đi ra hay sao vẫn là ngươi cái này còn không có chiến liền đã sợ lâm phàm ngồi ở trên lưng hổ vương rõ ràng một người đơn kỵ nhưng phải lực áp đối diện phe mình đại quân thấy vậy lập tức sĩ khí đại chấn đứng lên trái lại đối diện còn kém chút ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy. Đương đại thần nữ tất nhiên là ngồi không yên, nhẹ nhàng ra hiệu lấy độc giác mã đi ra khỏi hàng. Thời gian qua đi nhiều ngày. Hai người lần nữa chính diện tương đối. Nhớ ta không có. Vốn là bầu không khí căng cứng, nhưng Lâm Phàm câu nói tiếp theo rơi xuống, hỏa phong lập tức thay đổi. Nhưng mà này còn không xong, Lâm Phàm giống như là cảm thấy nóng, lấy ra một đầu màu tím khăn tay, ở trên mặt xoa xoa, chưa hết còn ngửi ngửi. Ngươi. Một bộ này động tác xuống, đương đại thần nữ lập tức toàn thân chấn động, kém chút từ độc giác mã bên trên ngã xuống khỏi tới, bảo trì không được bình tĩnh. Đầu kia khăn che mặt. Chính là nàng bị cướp đi mạng che mặt. Thế nào, không thoải mái sao? Lâm Phàm tiếp tục cười ha hả, ở trước mặt hắn trang cao lãnh, làm sao có thể? Ngươi đáng chết. Đương đại thần nữ bị triệt để chọc giận, ngay cả mặt ngoài bình tĩnh đều không làm được. Lâm Phàm lần nữa cười nói, ta có đáng chết hay không không biết, nhưng chia tay lần trước lúc ta nói qua, nếu là ngươi lại rơi trên tay của ta, cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể thoát thân. Ngươi không thấy được. Đương đại thần nữ hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận lạnh giọng mở miệng. Dứt lời. Nàng không còn nói cái gì, trực tiếp dục ngựa trở lại chính mình đội ngũ ở trong. Rõ ràng nói tiếp, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ thất thố. Vốn là cho là mình vương giả trở về, mang theo mấy chục vạn đại quân, để cho kẻ thù của mình nhìn thấy mình liền run rẩy, suốt ngụm ác khí. Nhưng cuối cùng, vẫn là mình bị nắm. Nhanh như vậy liền đi sao? bây giờ là một lần cuối cùng cùng ngươi thật dễ nói chuyện chậm chút ngươi cũng chỉ có thể khóc chích chích lâm phàm nhìn đối phương bóng lưng đạo đối với cái này đương đại thần nữ chỉ có một câu nói dết băng lãnh hạ chỉ lệnh kìm nén bực bội tây sương quốc đại quân lập tức trống to dết mấy chục vạn tiếng la dết đồng thời vang vọng tiếp theo là vô số kỵ binh xung kích voi lao nhanh đại địa rung rẩy lạc đà tề xuất đằng đằng sát khí tây sương quốc đại quân khí thế cao đơn giản chính là khó mà ngăn trở dòng lũ để cho bọn hắn giết. Lâm Phàm sừng sững bất động, đối mặt dòng lũ xung kích, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay chỉ. Phía sau đại quân không hề động, câu nói này liền giống như đối không khí nói. Nhưng sau một khắc, chân chính đại địa chấn động nhất lên. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc tiếng vang vang lên, giống như đại địa nổ tung, bụi mù đầy trời. Tiếp lấy, tại xung quanh Lâm Phàm, từng cái cái hố ở trong, xuất hiện từng cái kinh khủng sắc thép quái xà, đột nhiên từ trong vọt ra. Tây xương quốc voi rất lớn. Nhưng tại trước mặt những thứ này quái xà, chỉ là từng cái con chuột nhỏ thôi. Dài trăm thước chiều cao, trọng mấy thước thân thể, có thể đi tưởng tượng một chút. Vẹn vẹn xuất hiện. Đối diện xung kích đại quân liền trợn tròn mắt. Một đầu quái xà há miệng, một ngụm liền nuốt vào một cái bên cạnh voi. Trắng nuốt voi. Cái này thật sự xuất hiện. Vừa ổn quyết tâm thần đương đại thần nữ, thấy cảnh này, nỗi lòng lại loạn. Tấu chương xong. Chương 283, nghiền ép tính bị bại. Trắng nuốt voi. Đây là từ xưa đến nay truyền thuyết. Nhưng những này xà từ đâu tới đây? lục địa cự thú voi thật sự có thời điểm có thể một ngụm liền nuốt vào cung tiễn cung tiễn bắn nhanh giết những quái vật này bắn nhanh giết những quái vật này xung phong đội ngũ kỵ binh toàn bộ sợ tè ra quần tại trong chủ tướng gào to mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần vội vàng gỡ xuống cung nỏ kỵ xạ đây là cơ sở nhất kỹ năng những bộ lạc này bên trong chọn lựa ra dũng sĩ tự nhiên tinh thông bất quá vừa vặn là cái dạng này để cho còn sót lại một điểm sĩ khí đều bị vỡ nát bởi vì sắc bén phá giáp tiễn vậy mà không cách nào phá vỡ quái xà da rơi vào phía trên bốc lên hỏa tinh tại chỗ bị bắn bay phải biết loại này đặc thù phá giáp tiễn liền xem như đối mặt trọng giáp kỵ binh giáp trụ cũng có thể xuyên thấu đi qua vô cùng lợi hại nhưng bây giờ kết quả nhưng lại làm cho bọn họ lông tơ dựng ngược dũng khí mất sạch ầm ầm đại xà tại trong đội ngũ kỵ binh tàn phá bừa bãi một cái cái đuôi lớn vung kích không biết bao nhiêu kỵ binh ngay cả người mang tọa kỵ bị quất đến trên trời vốn là dùng hướng loạn địch quân trận hình voi bây giờ bị dọa đến điên chạy ngược lại đối với phe mình tiến hành vô tình chà đạp toàn bộ chiến trường loạn cả một đoàn xem như tiên phong kỵ binh bị bại cái này sao có thể đương đại thần nữ nhìn xem tàn phá bừa bãi đại xà cả người đều thừa ra xuống nàng thực sự không thể tin được như thế nào sẽ có khủng bố như thế cự xà hơn nữa những thứ này cự xà còn chịu chính mình cự địch điều khiển lốt điên bởi vì chính là cự địch hiệu lệnh phía dưới những thứ này kinh khủng cự xà mới từ lòng đất xuất hiện loại này quái vật kinh khủng có một đầu đều để đối thủ tuyệt vọng nhưng bây giờ có bao nhiêu đầu? Nàng hướng cố xây thịt một dạng chiến trường nhìn lại, trong lúc nhất thời căn bản đếm không hết. Rút lui trước. Đối mặt tình trạng này, đương đại thần nữ hít sâu một hơi, biết không thể bộ dạng này tiếp, bằng không trận này đối chiến không cần đánh. Bây giờ bị đánh trái trở tay không kịp, nhất định phải chỉnh đốn một phen làm ra ứng đối mới được. Ô! Rút lui kèn lệnh bị thổi lên, vốn là mất hết đảm lực tức giận đại quân, lập tức như được đại xá, bắt đầu hướng về sau phương cấp tốc rút lui. Không hổ là tinh nhuệ chi danh, dù là đã có bị bại chi tướng, nhưng cái này rút lui cũng không có binh bại như núi đổ loạn tượng, ngược lại có thứ tự tiến hành thay đổi tính chất rút lui. Bất quá cái này vẹn vẹn kéo dài một hồi, khi số lượng to lớn hơn cự hình mảnh hổ từ phía sau đột nhiên giết ra tới, đây hết thảy không tồn tại nữa. Đây chính là cơ quan mảnh hổ, mặc dù quần thể lực sát thương không có cơ quan đại xà kinh khủng, nhưng lại muốn càng thêm linh hoạt. Nhất là có mục đích tính chất xung kích, đơn giản chính là đối địch tướng lĩnh ác mộng. Bắt giặc trước bắt vua. Đây chính là tốt nhất trình bày. Tây Sương quốc đại quân bại mà không bại, có thể bảo trì được cơ bản phương trận, là bởi vì trong đó người chỉ huy đều giữ. Bị cơ quan đại xà nghiền ép, cơ hồ là xông vào trước mặt binh sĩ. Ở loại tình huống này phía dưới, tự nhiên còn có biện pháp tiến hành điều khiển. Nhưng cơ quan mảnh hổ sau khi xuất hiện, cái này bảo trì điểm chắc chắn không còn tồn tại. Đồng dạng là đau thương bất nhập, dọc đường người ngăn cản toàn bộ bị đụng bay, có can đảm đối kháng một cái cực lớn hổ trảo vỗ xuống, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đống máu đỏ tươi bùng thậm chí có đầu cự tượng trùng hợp ngăn tại trên đường đi, bị lây dính máu tươi hỗ trảo, một cái tác từ giữa đó đánh thành hai nửa. Bảo vệ đại nhân. Trung thành vệ sĩ lớn tiếng gào to, muốn bảo hộ phe mình người chỉ huy. Nhưng dù là là siêu nhất lưu cao thủ, đối mặt chân chính dòng lũ sắt thép cũng chỉ có thể bị nghiền nát. Dù sao lần này không phải luận bàn, mà là thả ra hết thể hạn chế sát lục mô thức. Cũng chỉ có cao thủ tuyệt thế, ở thời điểm này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng vẻn vẹn miễn cưỡng ngăn cản thôi. Cũng chính là tự vệ nhưng Tây Sương Quốc võ đạo thực lực vốn là so Đại Long Vương triều kém một cái cấp độ, lại có thể có mấy cái cao thủ tuyệt thế. Ở loại tình huống này phía dưới, từng cái đại quân bên trong quan chỉ huy bị thu gạch. Cơ quan đại xà còn tại tàn phá bừa bãi, bây giờ lại tăng thêm đồng dạng kinh khủng cơ quan mảnh hổ, đơn giản chính là bọn hắn suốt đời ác mộng. Trừ này, còn có một số hình thù kỳ quái quái vật. Tỷ như từng cái hình thể không tính lớn, nhưng lại hành động nhanh nhẹn con rết, tứ chi còn có cảnh góc đều đổi thành sắc bén lưỡi dao, sấm sét vừa di động, vô số nhân mã bị chém ngang lưng còn có một cái cái giáp sát trùng một dạng đồ chơi, tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng lại có thể nhanh chóng nhấp nhô, hơn nữa tại nhấp nhô quá trình bên trong còn có thể phun ra mảnh như lông tóc độc tiễn, mỗi một lần phun ra đều biết thanh không một mảng lớn, ven đường những nơi đi qua quả thực là núi huyết hải. Trận này đối chiến nửa giờ cũng không có, trong sân tử thương liền khó mà lường được. Bị bại. Chung quy là không thể tránh né, liền xem như tại tinh nhuệ tinh nhuệ cũng vô dụng. Đương đại thần nữ mắt thấy đây hết thảy, thật lâu cũng không có phát ra một lời. Thua. Nàng lại một lần thua nàng cả đời này chỉ thua qua hai lần hai lần cũng là tại cùng là một người trên thân một kết quả như vậy để cho nàng thực sự không thể nào tiếp thu được nhưng lại không thể không tiếp nhận giết giết sạch những thứ này quân giặc đại long quân đoàn một phe này như thế nào sẽ buông tha cho đánh chó mù đường cơ hội không nói hai lời liền ôm lấy đối phương cái mông một trận truy sát năm vạn đối với ba mươi vạn ưu thế tại ta đương đại thần nữ rất khó chịu nhưng tại lúc này nàng cũng không dám để cho đại quân dừng lại thần nữ điện hạ ngài cũng rút lui a à thần nữ hộ vệ đội ở thời điểm này tiến lên mở miệng khuyên nhủ bại cục đã định bây giờ coi như tiếp tục kiên trì cũng không có ý nghĩa ngược lại tiếp tục dừng lại còn có thể phát sinh không tưởng tượng được nguy cơ mấy cái cơ quan mảnh hổ đã phát giác được các nàng hướng bên này lao đến nếu không phải là trung thành quân đội liều chết chống cự các nàng hiện tại cũng muốn bị mảnh thú nghiền ép đương đại thần nữ tự nhiên biết điểm ấy nhưng nàng bây giờ rút lui được không nàng nhìn hướng đối diện nhìn thấy cưỡi tại mảnh hổ phía trên người nào đó ánh mắt đã sớm khóa chặt tại trên người nàng trước đây trao đổi câu nói sau cùng hắn đến bây giờ đều ghi tạc trong đầu đây là một lần cuối cùng cùng ngươi thật dễ nói chuyện lần sau chính là khóc chích chích các ngươi trước rút lui nàng cuối cùng hung hăng cắn răng nói bây giờ loại cục diện này coi như rút lui cũng vô dụng nàng muốn không phải thành công rút lui nàng muốn là lấy được tính quyết định thắng lợi mà bây giờ cục diện này duy nhất còn có cơ hội lấy được thắng lợi chính là giải quyết đi có thể điều khiển quái vật đại quân lâm phàm chỉ có giải quyết lâm phàm mới có thể một lần nữa tổ chức đội ngũ sau đó tiếp tục hoàn thành chiến lược của mình tính chất mục đích a à, làm sao có thể thần nữ hộ vệ đội chính là vì thần nữ mà thành như thế nào có thể vứt bỏ chính mình thủ hộ giả tự mình rời đi các nàng đều không đáp ứng đây là thần dụ đương đại thần nữ kiên định nói dùng hết chính mình thần nữ cao nhất quyền uy đối mặt tình trạng này những hộ vệ đội này nhân viên coi như không muốn đi nữa ở thời điểm này cũng không biện pháp đi làm nghịch là cuối cùng các nàng hung hăng cắn răng một cái đi theo đại quân cùng một chỗ rút lui đương đại thần nữ đưa mắt nhìn hộ vệ của mình đội rời đi tiếp lấy lại hướng lâm phàm nhìn lại song phương ánh mắt đối bính, giống như là im lặng giao lưu, lại giống như không có gì cả. Hí 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 hí, hí, ngựa. Độc giác mã sau đó một khắc phát ra kêu to, tiếp lấy liền hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, hướng đại quân rút lui một phương hướng khác mà đi. Cách đi lúc. Đương đại thần nữ đôi mắt đẹp, còn quét lâm phàm một mắt, trong đó một tia không cần nói cũng biết. Đối với cái này lâm phàm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới đáy hổ vương. Hổ vương trong nháy mắt hiểu ý, phát ra một đạo bá khí thét dài, đồng dạng hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, hướng đối phương đuổi tới phân biệt rất dài thời gian lâm phàm cũng là hiếu kỳ đối phương tạo ra cái gì hoa văn dám một thân một mình tìm chính mình ước chiến đây là có bản lĩnh thật sự đâu vẫn là cái mông vừa nhột tấu chương xong chương 284, một vòng bộ một vòng ác chủ bài hoang giả ruộng lúa mạch phía trên trắng như tuyết độc giác mã thật giống như lòng bàn chân sinh phong ở phía trên bay nhanh đem so sánh nhẹ nhàng độc giác mã đằng sau truy kích hổ vương liền thô bạo nhiều mỗi một lần cước bộ rơi xuống đều thế đại lực trầm phát ra tiếng vang trầm trầm tại chỗ trực tiếp liền dẫm ra một cái hố to cũng tốt tại những này ruộng lúa mạch đã hoang phế bằng không một lớp này chà đạp mà qua không biết phải bồi thường bao nhiêu cứ như vậy một đuổi một chạy song phương không biết đuổi theo bao xa phía sau quân đoàn hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng đương đại thần nữ nhìn sắc trời một chút phát hiện đã âm u xuống liền sẽ để có chút mệt mỏi độc giác mã dừng bước lại hổ vương sống này truy kích rất sảng khoái chẳng những không có mệt mỏi chút nào ngược lại một hồi niềm vui tràn trề dưới sự truy kích tới để nó những ngày qua nuốt vào huyết mạch đang dược lực nhận được đầy đủ lợi dụng. Cũng là bởi vì điểm này, nó là càng đuổi càng sảng khoái, càng đuổi lại càng có kinh. Đối phương mới vừa vặn dừng lại, nó liền nhảy lên một cái ngăn ở đối phương đằng trước. Như thế nào không chạy? Chẳng lẽ nơi này chính là ngươi thiết lập mai phục chi địa? Lâm Phàm ngồi ở trên lưng hổ vương, nhìn thấy đối phương dừng lại, liền cười cười hỏi. Đương đại thần nữ mặt không biểu tình, cụ thể thần thái bị màu tím mạng che mặt che đậy, nhưng đôi mắt tại thời khắc này lại tương đối lạnh trên thân một bộ tử kim sắc chiến quần, lượng thân chế tác riêng kích thước, phối hợp cái kia cao gầy dáng người còn có cao lãnh khí chất, thật giống như bầu trời nữ chiến thần hạ phàm đồng dạng. Liền xem như một cái đơn giản ngóng nhìn, cũng có thể để cho người ta tiếp nhận áp lực lớn lao. Lốt điên. Bất quá Lâm Phàm lại thần sắc không thay đổi, trên mặt mang bất cần đời độc thuộc mỉm cười. Ngươi mù quáng tự tin, một ngày nào đó sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Đương đại thần nữ lạnh lùng mở miệng, so với lúc lần đầu tiên gặp mặt, đãi ngộ này không biết trên lệch bao nhiêu. Bất quá điểm ấy cũng bình thường dù sao lần thứ nhất tương kiến lúc song phương không có thù hận thậm chí còn có thể trở thành minh hữu nhưng bây giờ lại là cựu địch để cho nàng trả giá thê thảm giá cao cựu địch cái này tự nhiên không có sắc mặt tốt mà đối với cái này lâm phàm không có để ý chỉ là cười cười trả lời mù quán tự tin chính xác sẽ trả ra đại giới nhưng có năng lực tự tin lại là một chuyện khác đối mặt loại này cùng vọng lời nói đương đại giới thần nữ ý thức liền nghĩ phản bác có thể nghĩ đến đây phía trước hình ảnh nàng cái này muốn phản bác lời nói liền bị kẹt lại dạng này người tự tin lại là mù quán sao? Đáp án hiển nhiên là rõ ràng. Không có từ trước đến nay. Ngược lại là nàng không có lòng tin. Bất quá nghĩ đến chính mình chuẩn bị thật lâu ác chủ bài, lòng tin của nàng lại phải lấy hồi phục. Tự mình đem ta dẫn tới, nghĩ đến ngươi nhất định là có tự thân cậy vào, dùng đến A, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Lâm Phàm không có đi nói thêm cái gì, hắn bây giờ muốn nhìn chính là đối phương cậy vào. Điểm ấy đều không cần đi phỏng đoán, bằng không biết rõ thực lực của hắn, như thế nào còn dám một người một ngựa đem hắn cho ước chiến đi ra chỉ có chính diện đánh nát đối phương cậy vào mới có thể đạt đến hắn mục đích của chuyến này đương đại thần nữ không nói gì chỉ là lần nữa ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc lâm phàm nhìn thấy cái này một mà tiếp động tác cũng là nhíu nhíu mày đột nhiên xung quanh sương lên đây là một cái hai mặt núi vây quanh sơn cốc ở giữa là bị khai khẩn ra ruộng lúa mạch bây giờ không sai biệt lắm đến mùa thu hoạch bất quá bởi vì chiến loạn hoang phế xuống nơi này dùng để trồng thực hoa màu rất thích hợp nước mưa từ hai bên sơn lâm rơi xuống ấm ướt độ sẽ phi thường phù hợp bây giờ tại ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày phía dưới, sẽ nổi sương mù là rất bình thường hiện tượng tự nhiên. Bất quá. Kết hợp vừa rồi đương đại thần nữ động tác, không khó tưởng tượng, đối phương liền đang chờ lấy điểm ấy. Sương mù càng lúc càng nồng nặc, song phương mặc dù cách biệt không xa, lại như ẩn như hiện. Xa xa xa. Nhỏ xíu tiếng xào xạc, từ chung quanh ruộng lúa mạch bên trong truyền ra, vô cùng nhỏ bé, người bình thường căn bản là nghe không được. Bất quá lấy lâm phàm thể phách cường hãng mang tới ngũ quan thuộc tính, lại có thể rõ ràng nghe được. Đương đại thần nữ cũng không biết cái này, vì đạt đến mục đích nào đó nàng từ màu trắng độc giác mã binh khí trong túi rút ra một thanh tử kim sắc trường thương lập lòe hàng mang thương nhận lại có lạnh nhạt nhạt phần sáng đang lóe lên nghiễm nhiên là một thanh bán thần binh giết kèm theo một đạo băng lãnh tiếng giết nàng dục ngựa hướng lâm phàm giết tới đây lâm phàm cũng mang đến binh khí của mình cái kia một cây đặc chế đại chiến kích mặc dù đẳng cấp không có tăng lên nhưng trọng lượng lại bị hắn lần nữa rèn luyện qua lúc này trọng lượng đạt đến nghe rợn cả người mấy ngàn cân cấp bậc khủng bố như vậy trọng lượng đừng nói là chuyển động đứng lên, liền xem như đè xuống, đều có thể đem nhất lưu cao thủ đè chết. Cũng chỉ có siêu nhất lưu cao thủ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là gánh vác trọng lượng. Nếu như bị ẩn chứa thần long chi lực lâm phàm chuyển động đứng lên, liền xem như siêu nhất lưu cao thủ, đụng tới một chút cũng phải bị chấn thành thịt nát. Từng cường hóa sau hổ vương trong lúc nhất thời đuổi không kịp độc giác mã, không đơn giản bởi vì đối phương bản thân liền tốc độ rất nhanh, còn có tại trên lưng của nó chở đi thanh này trầm trọng binh khí. Làm. Không có cả hoa gì bên trong hồ tiếu, đối mặt đương đại thần nữ ban thưởng tới trường thương lâm phàm trực tiếp chính là một cái quét ngang đương đại thần nữ đã đã sớm chuẩn bị dù sao nàng biết lâm phàm thực lực rất mạnh nhất là tại thể phách chi lực phía trên lần thứ nhất song phương đối mặt thời điểm nàng liền bị một cái tay án lấy như thế nào đều dậy không nổi có thể coi là kịp chuẩn bị lúc cái này một cái đụng nhau trên tay trường thương vẫn là kém chút bị cuột bay ra ngoài vẻn vẹn lần này nàng nửa người đều tê phía dưới cửa độc giác mã càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng tê minh đều không cần kịch liệt chém giết vừa đối mặt mà thôi, liền biết lẫn nhau trên lệch. Cứ như vậy, ngươi còn dám cùng ta đang đối mặt đụng. Có phải hay không lần trước giáo huấn, còn không có nhiều ngươi minh bạch chúng ta trên lệch. Lâm Phàm cười ha ha, trên tay chiến kích một cái xoay tròn có ý hướng đối phương vỗ tới. Lần này cũng không có đánh người, mà là hướng đối phương độc giác mã quét ngang mà đi, dự định trước tiên đem đối phương mã phế đi lại nói. Mà đối mặt tình trạng này, đương đại thần nữ chỉ có thể cưỡng đề lên khí lực ngăn cản. Làm. Lần này nàng học thông minh, không tiếp tục lựa chọn cứng đối cứng, mà là lợi dụng trường thương quán tính tiến hành tá lực, không đi đón đỡ. Có thể coi là học thông minh, kết quả cũng không có trong tưởng tượng hảo. Trắng nõn như ngọc bàn tay, tại thời khắc này có máu tươi chảy ra, rõ ràng bị thương. Bất quá nàng cũng không có tâm tình tiêu cực, ngược lại thở dài một hơi. Bởi vì nàng muốn kéo dài thời gian, cuối cùng là dây dưa đến. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có nghĩ qua cùng Lâm Phàm chính diện đối chiến, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình cũng không phải đối thủ. Mượn nhờ nơi này đặc thù hoàn cảnh, khi triển ra chuẩn bị xong ác chủ bài mới là cậy vào để nàng dùng để đối phó lâm phàm ngươi ở đâu làm nhiều côn trùng như vậy ngay tại nàng cho là được như ý lúc lâm phàm ánh mắt yên tĩnh mở miệng hỏi ngươi đương đại thần nữ thần sắc biến đổi bởi vì đây chính là nàng chuẩn bị xong ác chủ bài từ các nàng thần nữ bộ phụ thuộc bộ lạc độc cổ bộ bên trong lấy được đại lượng vệ tâm cổ trùng loại này cổ trùng vô cùng nhỏ bé người bình thường mắt thường không cách nào làm được liền xem như võ lâm cao thủ cũng rất khó bắt giữ nhận được coi như bắt đến đối mặt số lượng cao số lượng cũng không cách nào phòng ngự. Không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ, té ở số lượng cao vệ tâm cổ trùng phía dưới, ở trong đó không thiếu ở vào võ đạo đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Duy nhất khá phiền phức chính là loại này cổ trùng tốc độ di chuyển chậm chạp, nếu để cho võ lâm cao thủ sớm phát hiện, chỉ cần tốc độ rất nhanh liền có thể thoát ly khỏi đi. Cái này cũng là vì cái gì, nàng trước đây đặt mình vào nguy hiểm hấp dẫn lực chú ý nguyên nhân. Bây giờ đã hoàn thành vây quanh, coi như phát hiện cũng khó chạy trốn. Giả thần giả quỷ. Nghĩ tới chỗ này, đương đại thần nữ khôi phục lòng tự tin như là đã phát hiện nàng dứt khoát cũng không đi che giấu cái gì rơm rạ phía dưới nhỏ xíu hồng sắc hải dương tại đương đại thần nữ quyết định phía dưới hướng lâm phàm bao phủ mà đến đùa giỡn mà thôi đối mặt cái này chú tâm chuẩn bị sát cục lâm phàm chỉ là lắc đầu nở nụ cười tiếp lấy ẩn chứa thần long chi lực khí huyết từ trong cơ thể hắn ngang tàn bộc phát ra thần long giữa thiên địa đứng đầu nhất thú loại đối với vạn linh vạn vật có trời sinh áp chế lực đừng nói là một đống côn trùng liền xem như một đám hung thú đối mặt thần long khí tức cũng phải tè ra quần. T. Nghe vô cùng nhỏ bé, nhưng lại vô cùng chói tai tê minh, từ hải dương màu đỏ ở trong truyền ra, tiếp lấy cái này vô số cổ trùng, liền cùng gặp kinh khủng thiên địch đồng dạng, hoàn toàn không nhận đương đại thần nữ khống chế, không muốn sống đồng dạng điên cuồng hướng về sau phương thối lui. Tốc độ kia. So với thủy triều xuống đều phải nhanh hơn nhiều. Đương đại thần nữ thấy cảnh này, cả người lại một lần nữa bị dại ra, rõ ràng không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Còn có những vật khác sao? Tiếp tục phóng xuất cho ta xem một chút lâm phàm khóe miệng mang theo mỉm cười ngồi hổ vương chậm rãi đi ra phía trước đương đại thần nữ vừa lui lui nữa đôi mắt đẹp ở trong xuất hiện vẻ bối rối bất quá ngay tại lâm phàm tiếp cận con mắt của nàng lại trong nháy mắt khôi phục thường ngày băng lãnh bá 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 ngay tại nàng vốn là chỗ đứng chỗ đột nhiên nhảy ra mấy cái đủ mọi màu sắc côn trùng đám côn trùng này tốc độ rất nhanh hơn nữa ngay tại dưới chân lâm phàm mặc kệ là thời cơ vẫn là tính bất ngờ đều vừa đúng đầu tiên là làm bộ bối rối tê liệt tiếp thì lui lại nhường ra vị trí tại tuyệt sát sau cùng dạng này tuyệt sát. Quả thật làm cho người khó mà phản ứng. Lâm Phàm chỉ tới kịp nhìn một chút, đám côn trùng này liền nhảy tới trên người hắn. Đương đại thần nữ thấy cảnh này, lần thứ nhất cười, cười trước nay chưa từng có vui vẻ. Bởi vì, đây mới là nàng chân chính ác chủ bài. Biết Lâm Phàm cường hãn, nàng như thế nào sẽ ký thác hy vọng tại bình thường cổ trùng bên trên đâu. Cái này mấy cái đủ mọi màu sắc côn trùng, mới là nàng tiêu phí vô số tâm huyết, chú tâm chuẩn bị cái bệ, đối phó Lâm Phàm ác chủ bài. Bây giờ, cuối cùng là đắc thủ. Tấu chương xong. Chương 285, tình dục phản vệ. Loại này đủ mọi màu sắc côn trùng, là độc cổ bộ lạc tối cường cổ trùng, Thất Tình Lục Dục cổ. Trong loại này cổ trùng, Thất Tình Lục Dục liền sẽ bị điều khiển, từ đó biến thành thi cổ giả khôi lỗi. Đây là một loại đặc biệt cổ trùng, thế gian cơ hồ không khắc chế chi vật, coi như đối mặt thần long cũng dám nhào tới, lợi dụng quỷ dị lại năng lực cường đại, điều khiển kẻ ký sinh ham muốn. Không ngoài dự liệu. Tại đột nhiên xuất hiện tập kích, Lâm Phàm bị tình du cổ thành công sống nhờ. Bản thần nữ nói qua, mù quán tự tin sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn nhìn thấy tình du cổ thành công ký sinh đương đại thần nữ khôi phục những ngày qua tự tin tại tình du cổ ký sinh phía dưới không có bất kỳ người nào có thể đào thoát nhưng sau một khắc sắc mặt của nàng lại lần nữa biến đổi bởi vì bị nàng điều khiển ham muốn cổ đột nhiên lại không bị khống chế liền giống như ngay từ đầu để mà đánh yểm trợ vệ tâm cổ trùng một khắc trước còn rất tốt nhưng sau một khắc giống như đối mặt cái gì đại khủng bố hoảng sợ ở giữa hoàn toàn không nhận nàng cái chủ nhân này khống chế không có khả năng độc cổ bộ rõ ràng nói qua tình du cổ là vương trùng có độc thuộc vương giả ý chí thế gian không có khắc chế chi vật trừ phi là trong truyền thuyết chưa từng xuất hiện chưa từng xuất hiện cổ hoàng đúng không chương 286, trăm ruộng lúa mạch ở dưới điên cuồng ánh trăng oánh oánh tối nay ruộng lúa mạch phá lệ diễm lệ một phen kịch liệt điên cuồng xuống không biết áp đảo bao nhiêu lúa mạch non rất lâu hai người mới ôm nhau nằm ở trong ruộng lúa mạch lâm phàm nghiêng đầu đập vào mắt là thân thể hoàng mỹ còn có dưới ánh trăng rực rỡ người người thần nữ ấn ký huyền diệu ấn ký phản phức phức tạp hơn, để cho người ta ngăn không được bị hấp dẫn. Vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, có một cổ không linh thanh lãnh khí tức truyền đến. Ưm. Ừ. Đang nhẹ nhàng ma sát xuống, đương đại thần nữ lập tức phát ra ưng, ấn ký này giống như hồ yêu cái đuôi, là một cái đặc biệt bộ vị nhạy cảm, chạm đến sẽ dẫn tới một loại nào đó phản ứng. Cũng tỷ như bây giờ. Vừa mới bình phục một chút thần nữ lần nữa động tình, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt nhu tình như nước. Đối với cái này, Lâm Phàm không có che giấu, lần nữa lấy ra đại bảo bối mở ra dò xét hành trình hoang đường thời gian một mực kéo dài đến sắc trời tảng sáng đương đại thần nữ tại lâm phàm không ngại cực khổ phía dưới cuối cùng có thể thoát ly phản vệ ảnh hưởng bất quá cái này thoát ly chỉ là khả khống tính chất thoát ly phản vệ trên thực tế còn tại mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng cũng là bởi vì điểm ấy coi như nàng thần chí có thể khôi phục nhìn về phía lâm phàm ánh mắt chỉ có phức tạp không còn hận ý tình du cổ nàng chung quy là gieo gió gạt bão vốn là muốn tính toán lâm phàm không chỉ báo thù còn muốn nhờ vào đó đem lâm phàm cái này sâu không lường được người khống chế hoàn thành chính mình sự nghiệp to lớn còn có cho tới nay giả vọng nhưng cuối cùng không chỉ không thể hoàn thành còn đem chính mình cho bồi đi ra lốt điên trên người mình lúc này tất cả đều là lâm phàm khí tức vật trân quý nhất cũng bị lâm phàm lấy đi ngươi đã tỉnh phát giác được ánh mắt của đối phương lâm phàm liền mở to mắt hỏi ân đương đại thần nữ hơi hơi thuận theo nhất thời lại không biết như thế nào đối mặt theo lý nàng hẳn là hận nhưng tại tình du cổ ảnh hưởng dưới nàng lại như thế nào đều không hận nổi hơn nữa dứt bỏ thù hận không nói lâm phàm cái này bạn lữ vẫn là vô cùng ưu tú phù hợp nàng kém vợ kém chồng tiêu chuẩn yên tâm đi mặc dù chúng ta duyên phận xem như nghiệp duyên nhưng ngươi là ta lâm phàm nữ nhân ta sẽ đối với ngươi phụ trách lâm phàm đưa ra hứa hẹn đem đối phương nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của mình quá trình này chính xác khúc chiết rõ ràng song phương đã sinh đã tử nhưng nhất lai nhị cứ lại làm thành cái dạng này đây không phải nghiệp duyên là cái gì bất quá bất kể như thế nào đối phương tất nhiên trở thành chính mình nữ nhân hắn liền sẽ đối với đối phương phụ trách coi như đối phương không muốn cũng vô dụng nữ nhân của hắn những người khác mơ tưởng nhúng chàm tha thứ hắn chính là bá đạo như vậy đương đại thần nữ không có phản kháng cứ như vậy nhẹ nhàng tự sát lâm phàm biết đối phương nội tâm phức tạp liền chủ động mở miệng trò chuyện chúng ta quen biết rất lâu ta còn không biết ngươi tên gì vậy lâm phàm cười ôn hòa lấy hỏi thanh y đương đại thần nữ nhẹ giọng trả lời thanh y lâm phàm nghe vậy hơi sửng sốt một chút hắn cảm thấy danh tự này nghe có chút quen thế nào đương đại thần nữ môi son khẽ mở lúc này nàng có thể nói là thời điểm mẫn cảm nhất không có lâm phàm lắc đầu chính là cảm thấy tên của ngươi rất đẹp cùng ngươi người một dạng đẹp ngươi thanh y thần sắc nhất thời đỏ lên loại này thổ lời tâm tình với cái thế giới này nữ sinh vẫn là rất đỉnh không giống hiện đại tiểu tiên nữ dám dạng này cùng với các nàng nói chuyện động một chút lại biết nói ngươi phía dưới ha ha Lâm Phàm thấy vậy cởi mở cười ha hả. Không thể không nói. Thâm nhập hiểu rõ sau đó, từ trên trời, Hạ Phàm thần nữ, đồng dạng là một tiểu nữ tử. Thanh y. Cởi mở cười to xong, Lâm Phàm cúi đầu đối với trong ngực bộ dáng nhẹ nhàng hô. Ân. Thanh y nghi hoặc ngẩng đầu lên. Gả cho ta được không? Lâm Phàm nghiêm túc mở miệng nói ra. Oanh. Nghe tới câu nói này, Thanh y não hải bỗng cảm giác chấn động, cả người ngốc trệ xuống. Mặc dù ném đi thân thể, nội tâm của nàng cũng nhận định mình nam nhân nhưng chân chính nghe được lời như vậy ngữ, nàng vẫn là hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Lâm Phàm không có gấp, cứ như vậy ánh mắt chân thành nhìn chăm chú lên. Tại chân thành tha thiết ánh mắt chăm chú, thanh y nhẹ nhàng cắn lên bờ môi. Cái này chuyển biến quá nhanh. Nhanh đến nàng hoàn toàn phản ứng không kịp. Một ngày trước cả hai vẫn là cựu địch, bây giờ lại muốn trở thành vợ chồng. Như thế nào, ngươi không muốn? Lâm Phàm ra vẻ thương tâm bộ dáng. Không có ta. Thanh y nhìn thấy cái bộ dáng này, lập tức vô ý thức lắc đầu, có thể lại không biết nói cái gì ngươi là có cái gì lo lắng sao lâm phàm ngược lại mở miệng hỏi hắn tự nhiên không có khả năng gì cũng không biết ân ừ. thanh y khẽ gật đầu nàng quả thật có lo lắng tại dù sao các nàng thần nữ bộ thần nữ lịch đại cũng là gã cho tây sương quốc quốc vương trở thành tây sương quốc vương hậu gánh vác thần nữ bộ từng đời một phồn vinh thịnh vượng gánh nặng nếu như nàng gã cho lâm phàm cái kia tây sương quốc quốc vương tuyệt đối sẽ giận dữ đến lúc đó nhất định sẽ lan đến gần thần nữ bộ nếu là thật cái dạng này nàng cái này thần nữ chính là bộ lạc tội nhân lâm phàm ôm nhu vuốt ve mái tóc của nàng cười trấn an nói ta biết băn khoăn của ngươi bất quá ngươi là thê tử của ta những thứ này tự nhiên không cần ngươi lại lo lắng tây sương quốc vương lửa giận chậm chút ta liền đem tây sương quốc vương thất tiêu diệt xem ai còn dám nhảy ra nghe răng lời này vô cùng bá đạo nhưng đối với thanh y loại cô gái này mà nói bá đạo như vậy lại làm cho nàng mê muội phu quân thanh y không có ở bị tình du phản vệ điều khiển nhưng lại lại một lần nữa động tình ân ở đây lâm phàm nhẹ giọng hồi đáp một canh giờ sau hai người mới mặc lên quần áo. Chiến giáp đều bị bạo lực xé bỏ, thanh y không có cách nào lại mặc. Cũng may bên trong quần áo coi như hoàn chỉnh, đổ không cần lo lắng không có y phục mặc. Lâm Phàm cấp tốc đem y phục của mình mặc lên, ngay tại bên cạnh an nhàn mà nhìn xem gia nhân mặc quần áo, nhìn xem gia nhân một hồi ngượng ngùng, trốn ruộng lúa mạch chỗ sâu. Ha ha! Lâm Phàm phát ra cởi mở cười to, tiếp lấy kiểm tra hệ thống ban thưởng. Bận rộn một đêm. Cuối cùng xem như nhàn rỗi xuống. Len keng chúc mừng túc chủ thành công cưới vợ thu được ban thưởng mắt cấp cổ thuật len keng chúc mừng túc chủ cưới được nhan trị cực cao thê tử thu được khen thưởng thêm long huyết đan len keng chúc mừng túc chủ cưới được thể chất đặc thù thê tử thu được khen thưởng đặc biệt thất khiếu linh lung đan hệ thống vô cùng tri kỷ lúc lâm phàm nhàn rỗi xuống xem xét lần nữa phát ra nhắc nhở ước chừng ba cái ban thưởng một cái là cưới vợ ban thưởng một cái là nhan trị ban thưởng một cái là thể chất đặc thù ban thưởng ba phần khen thưởng này phía dưới Lâm Phàm có thể nói lại lên một tầng nữa. Mắt cấp cổ thuật. Không thể nghi ngờ là cổ thuật sở trường, có thể bồi dưỡng được đủ loại cổ trùng. Lâm Phàm hoàn thành năng lực tiếp thu. Đủ loại thuộc về cổ trùng tin tức, liền bị rõ ràng trong lòng, còn có bồi dưỡng phương pháp. Cho hắn một chút thời gian. Giống thất tình lục dục của loại này vương cổ, hắn đều có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng được tới. Còn có những thứ khác cường đại vương cổ, đồng dạng có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng thậm chí không để ý thiên khiển cùng tâm linh vặn vẹo tình huống phía dưới hắn có thể nuôi dưỡng được thuộc về cổ trùng hải dương thông qua vĩnh viễn thôn vệ huyết nhục, bao phủ thời gian hết thảy. Cổ. Tại bất luận cái gì trong một cái thế giới mặt, cũng là thần bí quỷ dị đại danh từ. Đối mặt loại này quỷ dị chi vật, phần lớn người cũng là kính nhi viễn chi. Bởi vì loại đồ chơi này, thật sự so những vật khác đáng sợ. Một cái không tốt. Ở phía trên thất bại quá bình thường. Lâm Phàm bây giờ có được mắt cấp cổ thuật, chỉ cần vận dụng, vô thanh vô tức giết người đơn giản liền giống như uống nước đơn giản, thậm chí giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể diệt tuyệt một tòa thành. Năng lực này, nếu là cho người tâm thuật bất chính trưởng thống, đơn giản chính là thế gian tai ách không hổ là kim thủ chỉ ban thưởng này liền không có một cái nào là đơn giản lâm phàm bản thân đều không tự kìm hãm được cảm khái mỗi lần khen thưởng năng lực liền không có một cái không hung ác đủ để cho người sừng sững tuyệt đỉnh tiêu hóa xong năng lực ban thưởng lâm phàm liền bắt đầu xử lý còn lại long huyết đang không cần phải nói tăng cường thể phách chi lực vô thượng của quý chỉ là phục dụng cái đồ chơi này tương đương đau đớn còn hao phí thời gian bây giờ ngược lại không thích hợp phục dụng chờ nhàn rỗi đang lộng còn lại chính là thất kiếu linh lung đan từng có lần trước thánh nữ con dâu kinh nghiệm lâm phàm rất nhanh liền hiểu rõ cái này là cho nắm giữ thể chất đặc thù con dâu phù hợp xem như bên ngoài thực lực tăng lên dù sao vợ chồng đồng thể thê tử tăng lên tự nhiên cũng là đề thăng còn có thể tăng thêm tình cảm vợ chồng lúc này thanh y xuyên cùng quần áo từ ruộng lúa mạch đi ra ánh sáng ban mai vừa vặn chiếu qua như trên trời thần nữ hạ xuống phàm trần lâm phàm mỉm cười đây mới là hắn lấy được tốt nhất ban thưởng tấu chương xong chương 287, vượt qua chủng tộc hổ vương. Cái này cho ngươi. Lâm Phàm đưa tới một cái đan dược, chính là hệ thống khen thưởng thất khiếu linh lung đan. Đây là. Thanh y có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Đây là thất khiếu linh lung đan, có thể đề thăng thể chất của ngươi. Lâm Phàm mở miệng giảng giải. Thanh y có thể chất đặc thù linh lung thể, là một loại thiên hướng tinh thần lực thể chất, người nắm giữ loại thể chất này, tinh thần lực trời sinh cường đại, có thể tu luyện đặc thù tinh thần lực thủ đoạn. Song Phương lần thứ nhất chạm mặt, thanh y đã dùng qua mê huyễn năng lực chính là tinh thần lực thủ đoạn thanh y được vinh dự mấy trăm năm kiệt xuất nhất thần nữ cũng là bởi vì có loại thể chất này tại sử dụng thần nữ đặc thù tinh thần lực thủ đoạn lúc có thể được đến chất tăng lên mà thất kiếu linh lung đang có thể thăng cấp linh lung thể trở thành thất kiếu linh lung thánh thể để cho tinh thần lực càng cường đại hơn đồng thời còn có thể trả lại mọi mặt tỉ như đối với võ học ngộ tính liền có rất áp đặt cầm muốn đột phá tới võ thánh trong đó trọng yếu cửa ải ngoại trừ thể phách chính là võ đạo ý chí mà thất kiếu linh lung thể phương diện này gia trì liền rất tốt đối ứng điểm này. Nắm giữ loại thể chất này. Chỉ cần tương lai giải quyết thể chất vấn đề, đột phá võ thánh cơ hồ ván đã đóng thuyền. Phải biết, võ thánh là siêu phàm nhập thánh giả, là chân chính siêu thoát phàm tục tồn tại, một chút ngu muội chi địa càng là xương loại tồn tại này vì thần minh. Từ trước tới nay, có thể đột phá đến loại cảnh giới này giả, lác đác không có mấy. Thanh y làm linh lung thể, đối với mình tiến giai thể chất tự nhiên hiểu. Lúc này biết được lâm phàm cho ra đang dược, có thể để thể chất mình tiếng giai, đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Lốt điên. Cái này quá quý trọng. Lấy lại tinh thần nàng lắc đầu chối từ, nàng không nghi ngờ cái này tính chân thực, nàng lúc này đối với Lâm Phàm có tuyệt đối tín nhiệm, chỉ là quá quý trọng. Lâm Phàm cười đẩy trở về, cũng là bởi vì quý giá, ta mới muốn tiễn đưa ngươi nha. Ta. À. Thanh y đôi mắt lập tức đỏ lên, bị trước nay chưa có xúc động vây quanh. Hai người vốn là nghiệp duyên. Dưới cái nhìn của nàng. Coi như Lâm Phàm không có liền như vậy khinh thị chính mình, thế nhưng không có tình cảm gì. Dù sao cả hai sở dĩ như thế quá trình như thế nào nàng cũng không có mất trí nhớ tình du cổ để cho nàng thay đổi nỗi lòng không có nghĩa là nàng thành kẻ ngu có thể để nàng không nghĩ tới như thế nào nhìn ngươi rất kiên cường chẳng lẽ cũng là đáng yêu bao lâm phàm cười cười trêu ghẹo ân ta là đáng yêu bao thanh y không có phản bác lời này lúc này nàng nguyện làm đáng yêu bao ha ha lâm phàm lập tức cười ha hả đưa tay ngoắc ngoắc nàng sống mũi nhỏ thân mật động tác để cho thanh y có chút ngượng ngùng có thể càng nhiều hơn chính là hạnh phúc cái này không đơn thuần là tình du cổ ảnh hưởng vẫn là nội tâm của nàng thật bị xúc động đến ăn vào a à, ta cho ngươi hộ pháp lâm phàm thu tay lại nói ân ừ. thanh y nhẹ nhàng gật đầu tiếp lấy liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống đem đang dược nuốt vào hệ thống xuất phẩm đang dược tuyệt đối không cần hoài nghi quá trình mặc dù có chút dài dằng dặc nhưng khi dược hiệu toàn bộ hấp thu thanh y lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa từ trong tới ngoài đều xuất hiện thuế biến làn da trở nên càng trắng nõn bóng loáng không đến không chân thực tầng độ phối hợp khắc hẳn màu tím nhạt đôi mắt, còn có hoàng mỹ thức tha dáng người, nói là nhị thứ nguyên đi ra đều không người sẽ hoài nghi. Trừ này còn có khí chất đặc biệt, đối với tinh thần lực có mặt danh lực hấp dẫn, khi nàng trong mắt màu tím đảo qua, phản phất đáy lòng ý nghĩ, đều sẽ bị nhìn xuyên một dạng. Đây chính là thất khiếu linh lung thể năng lực, tinh thần lực có thể là lấy nhìn thẳng nội tâm. Lâm Phàm cũng không có bố trí phòng vệ. Năng lực này lập tức có tác dụng. Bất quá khi nhìn thẳng đến Lâm Phàm lúc này nội tâm ý nghĩ, thanh y gương mặt xinh đẹp đằng một chút đỏ lên. Đến nỗi vì cái gì hiểu đều hiểu ngươi không đứng đắn nàng mang theo ngượng ngùng hờn dỗi lâm phàm mỉm cười cái này không trách hắn không đứng đắn mà là đối phương quá mê người thành công không lâm phàm thật không có giao hành trình động mà là quan tâm mở miệng hỏi ân thanh y cũng không đoái hoài tới đỏ mặt cảm xúc trở nên kích động lên tiếp lấy lại một lần chủ động bay nhào đến lâm phàm trong ngực lần này nàng không phải là không có phản vệ nhưng cái này ôm lại càng thêm dùng sức cảm ơn ngươi nàng phát ra từ nội tâm nói cái này không đơn thuần là thể chất được tăng lên còn có thuộc về mình nam nhân nồng đậm tình cảm. Trọng yếu như vậy đang dược, nói cho chính mình liền cho mình, cái này bình tĩnh mà xem xét, liền xem như yêu nhau lão phu thê đều không chắc chắn có thể làm đến. Không cần khách khí. Lâm Phàm lắc đầu nói, chúng ta bây giờ là một thể, về sau như vậy không nên nói nữa, coi như thật muốn cảm tạ cũng không cần dùng miệng nói. Vậy phải như thế nào? Thanh Y nghiêm túc mở miệng hỏi, muốn đem cái này cho nhớ kỹ. Lâm Phàm lộ ra cười xấu xa, rất đơn giản, dùng miệng đi làm. A. À. Thanh Y không thể nghe hiểu được bất quá chờ lâm phàm hơi giảng giải mặt của nàng trong nháy mắt hồng nhuận như máu ngươi quả nhiên không đứng đắn thanh y ngượng ngùng không thôi nam nhân ở trước mắt thật sự là quá xấu rồi nhìn xem ngượng ngùng gia nhân lâm phàm biểu thị tự nhiên muốn cho đầy đủ tôn trọng tại trong gia nhân kinh hô vừa mặc xong quần áo lại bị tách ra xuống thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa liên miên bất tuyệt không ngừng chập trùng đó là yêu hòa âm ruộng lúa mạch phong quang rất đẹp chỉ là không bằng trong ngực bộ dáng vạn nhất lâm phàm nội tâm cảm nghĩ mãi cho đến giữa trưa. Hai người mới dắt tay, đi ra điên cùng gần như một ngày một đêm ruộng lúa mạch, cùng đi tìm bị đã phát hổ vương cùng độc giác mã. Hổ vương vô cùng thông nhân tính, dọc theo đường đi lưu lại rõ ràng di động vết tích. Chẳng qua là khi hai người tìm được hai thú, lại phát hiện tình huống tương đương không thích hợp. Chỉ thấy hổ vương an nhàn nằm rạp trên mặt đất, hít mắt nói nhỏ, tại bên cạnh nó, độc giác mã dựa vào nó nằm, cả hai gắt gao dựa sát vào nhau. Hổ vương mỗi một lần lẩm bẩm, độc giác mã đều biết ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt tất cả đều là ôm nhu. Hình tượng này. Nếu như đổi thành một nam một nữ, người khác ngoại trừ hâm mộ ngược lại sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái, dù sao nam nữ hoang ái đi. Có thể đổi thành hai cái thú loại, vẫn là một hổ một ngựa, liền hoàn toàn khác nhau. Hai người không có che giấu mình động tĩnh, hai thú rất nhanh liền phát giác. Chỉ là nhìn thấy hai người lúc, bọn chúng lại đột nhiên nhảy, trong mắt mang theo bối rối, liền giống như trộm tinh bị bắt nam nữ. "CMN, tiểu hổ tử, ngươi đây cũng quá mãnh liệt, trực tiếp vượt chủng tộc." Lâm Phàm tại chỗ hô to "CMN", nhìn xem mắt to mày rậm, là làm hết phận sự giúp em thật không nghĩ đến chơi so cái gì đều hoa. Trực tiếp vượt chủng tộc. Thanh y cũng là mặt đen lại, nàng độc giác mã đã không thuần khiết. Lần này thực sự là thua thiệt lớn. Không đơn giản chính nàng thiệt thòi đi vào, cả tọa kỵ đều thiệt thòi tiến vào. Chủ nhân không đứng đắn. Quả nhiên cả tọa kỵ đều không đứng đắn. Hổ vương cười toe toét miệng rộng cười ngây ngô, cái này không trách hổ ca không có định lực, chỉ đổ thừa tiểu ngựa cái quá mê người, kìm lòng không được sẽ làm một chút chuyện. Độc giác mã cúi đầu, không dám nhìn chủ nhân của mình, bất quá nó không hối hận, dù sao hổ vương cho nó mở ra thế giới mới. Rõ ràng là một hồi kịch liệt truy sát, nhưng cuối cùng lại diễn biến thành trạng thái như vậy. Cái này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nói ra tuyệt đối không có người dám tin tưởng. Bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng, Lâm Phàm lần xuất chinh này, nhận được thắng lợi huy hoàng. Vẫn là thắng tê dại cái chủng loại kia. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn bắt đầu, chân chính trọng đầu hí còn tại phía sau đâu. Lấy ra khen thưởng long huyết đan, hắn bây giờ thể phách đã là siêu phàm nhập thánh, lần nữa cường hóa, phải đến trình độ gì? Phật môn cao thủ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, mấy người đem Tây Sương Quốc Vương thất giải quyết, chính là đối phương đầu trọc bị đánh bể thời điểm. Thất Kiếu Linh Lung thanh y, giống như là đọc hiểu nam nhân mình ý chí, lẫn nhau nắm lấy keo kiệt nhanh, đưa ra ánh mắt kiên định. Tấu chương xong. Chương 288, kiêu ngạo nữ đế bệ hạ. Báo. Phía Tây quân tình cấp báo. Một cái sau lưng cắm tiểu kỳ vũ khí một đường la hét, vọt vào Phụng Thiên Điện. Lúc này Phụng Thiên Điện đang tại mở tảo triều sẻ, vương công đại thần tụ tập một đường một thân long bào nhất đại nữ đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ thuộc về đế giả khí tức đã bị dần dần dưỡng thành mỗi một lần nhíu mày cũng có thể làm cho vương công đại thần nội tâm căng lên những ngày qua đến nay hữu tướng một mạch còn sót lại đã bị triệt để dọn dẹp thiết huyết thủ đoạn để cho long quỳ cấp tốc góp nhặt quy vọng bất quá nhìn thấy lính liên lạc lúc nàng nữ đế khí chất lại làm loạn cả lên phía tây chiến trường không đơn giản đối với cái này lúc đại long vương triều rất trọng yếu đối với nàng cái này nữ đế mà nói càng là trọng yếu bởi vì nơi đó có nàng người trọng yếu nhất, để cho nàng nóng ruột nóng gan. Càng là ngày ngày lo lắng. Bây giờ cuối cùng truyền đến tin tức. Bệ hạ, phía Tây quân tình cấp báo, thần lâm hầu xuất lĩnh đại quân, vẻn vẹn một ngày liền đại phá Tây Sương quốc 30 vạn đại quân, giết địch tù binh vô số, mất đất bây giờ đã toàn bộ bị thu hồi. Lính liên lạc quỳ trên mặt đất lớn tiếng bẩm báo, bởi vì quá kích động mà sắc mặt đỏ bừng. Lời ấy thật là. Long quỳ còn chưa mở miệng nói chuyện, lão tả cùng nhau trước hết bình tĩnh không được. Không có ai biết. Thiên hạ gặp đại loạn, hắn cái này đem vạn dân yên tâm bên trong thánh hiền có nhiều dày vò biết được địch quốc xâm chiếm nhà mình quốc thổ tức khí bờ chính mình đồng bào lệnh đồng bào trôi giặc khắp nơi hắn liền không có thật tốt nhắm mắt qua những ngày qua lốt điên vốn đang tính toán thân thể cường tráng cơ thể đều muốn bị dày vò cho lộng sụp đổ bây giờ nghe ngửi đại thắng cả người hắn căn bản là không có cách tự kiềm chế cảm giác có một cổ lực lượng đột nhiên rót vào trong cơ thể của hắn hắn ra khỏi hàng lúc nói chuyện cả người đều khẽ run người cẩn thận thậm chí nhìn thấy môi của hắn đều đang run rẩy đây là kích động. Lão sư. Diệp Thanh Hà nhìn mình lão sư, trên nét mặt có chút lo nghĩ. Ta vô sự. Tả tướng khoát tay áo, biểu thị chính mình vô sự, một lần nữa nhìn về phía lính liên lạc. Mấy ngàn dặm đưa tin lính liên lạc rất là mỏi mệt, bất quá đối mặt cái này hỏi thăm, vẫn là vô cùng hưng phấn cấp ra xác nhận. Chắc chắn 100%. Lính liên lạc càng nói càng kích động, lại cái này vẻn vẹn bắt đầu, thần lâm hầu càng lời, phạm ta đại long thiên uy giả, xa đâu cũng giết. Đã xuất lĩnh đại quân đánh vào Tây Sương quốc quốc thổ, muốn tiêu diệt tây sương quốc vương thất đem toàn bộ tây sương quốc lãnh thổ đặt vào ta đại long bản đồ ti chức trở về bẩm báo lúc đại quân đã chiếm lĩnh tây sương mấy bộ khi nghe xong lính liên lạc bẩm báo toàn bộ triều đình trong nháy mắt sôi trào lên nếu như đánh lui tây sương quốc xâm phạm đại quân để cho bọn hắn kích động phía sau kia cử động chính là để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào liền xem như mấy chục tuổi lão đầu tử trâu tóc đều trắng xong nhưng bây giờ cũng giống như cái thanh niên kích động sắc mặt đỏ bừng tốt 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 trần quốc công bực này võ tướng quần thể vào lúc này càng là luôn mồm khen hay trẻ tuổi võ tướng lại càng không cần phải nói lúc này hận không thể bay đến trên chiến trường đi cùng nhà mình vô địch hầu gia thảo phạt tây sương vì nước khai cương khoách thổ đây là bao nhiêu võ tướng mộng tưởng ta đại long có thần lâm hầu không phải lo rồi ha ha chỉ là mang di tiểu quốc dám thả ta đại long thiên uy liền nên cho vong quốc diệt chủng xa đâu cũng giết thảo một câu xa đâu cũng giết thần lâm hầu tấm gương chúng ta a à. liền xem như văn thần ở thời điểm này đều vui mừng hớn hở mặc dù văn võ trời sinh tương đối bất quá vinh dự đều là giống nhau thậm chí tại trên vấn đề mặt mũi, những văn thần này nhìn luận võ đem càng nặng. Tây Sương Quốc, một nghèo nàng tiểu quốc thôi. Mặc dù có nhất định thực lực, nhưng so với Minh Mông Đại Quốc Đại Long Vương triều, vẫn là kém một cái cấp bậc không ngừng, lúc thường ngày, căn bản là không có nhìn tới đối phương. Bây giờ đối phương tiến thừa dịp Đại Long nội loạn, phát binh xâm phạm, quả thực là thiên đại khiêu khích. Bây giờ Lâm Phàm bá khí đáp lại, đơn giản liền làm đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Long Quỳ ngồi ngay ngắn ở trên Long ỷ, nghe được Vương công đại thần tán thưởng, trên mặt của nàng cũng hiện lên kiêu ngạo hoàn toàn không còn che giấu loại kia nhìn đây chính là ta long quỳ nam nhân tại thời khắc này nàng nhìn về phía trên triều đình văn võ đại thần sức mạnh trước nay chưa có đủ đối mặt lực lượng mười phần nữ đế phía dưới văn thần võ tướng cũng là chịu phục dù sao ai bảo nhân gia có một cái ngư bức nam nhân đâu trong đó một chút lão ngoan cố vốn là đối với nữ tử xưng đế còn có ý kiến nhưng lúc này nội tâm lại phức tạp nếu như nữ đế nam nhân thật có thể hoàn thành chính mình lời nói hùng hồn đem tây sương quốc đặt vào đại long vương triều bản đồ truyền thống lễ pháp còn quan trọng sao? Khai cương khoách thổ, đây mới là vị đế giả vinh dự cao nhất, ngoài ra đều phải lui ra phía sau. Dù sao Đại Long thế nhưng là dùng võ lập quốc vương triều A, bản thân liền tràn ngập vũ phu nhiệt huyết. Võ hoàng vì cái gì trước đây sẽ có uy vọng cao như vậy, cũng là bởi vì khai cương thác thổ, đem Đại Long bản đồ cho làm lớn ra. Bây giờ cũng giống như thế. Có lâm phàm vô thượng chiến công, Long quỳ uy vọng bắt đầu liên tục tăng lên. Bất quá so với triều đình vui sướng, phương Nam Ninh Vương lại không cười được. Vốn là thông qua Phật môn cao thủ, hắn tại trên chiến cuộc chiếm cứ tuyệt đối chủ động, đánh đường quốc công suất lĩnh kinh doanh tinh nhuệ bốc lên không nổi đầu. Những ngày qua đến nay, hắn có thể nói xuất tẩn uy phong, thậm chí đều tưởng tượng lấy chính mình đang lâm đại điện bảo tọa. Nhưng phía Tây chiến trường lại truyền đến để cho hắn trong lòng run sợ tin tức. Tây Sương quốc 30 vạn tinh nhuệ bị chính mình chất nữ nam nhân dẫn binh tiêu diệt, lúc này càng là tấn công vào Tây Sương quốc quốc thổ ở trong. Cái kia hào ngôn chí khí, hắn cái này vương gia cũng biết. Đối mặt hung hãn như vậy tồn tại, hắn như thế nào còn có thể bảo trì được bình tĩnh? nhất là biết được xuất hiện trên chiến trường loại kia vô địch cự thú vạn quân không chịu nổi để cho hắn tâm càng là một bữa chìm xuống dưới trống vắng đại sư đối mặt loại tình huống này ninh vương chỉ có thể lại đi tìm chỗ dựa của mình lúc này phật môn cao thủ thần sắc cũng có chút ngưng trọng bởi vì tại phía tây đồng dạng có bọn hắn phật môn nhãn tuyến vương gia không cần lo lắng một chút kỳ kỹ dâm xảo thôi có ta sư huynh tại đến lúc đó chắc chắn để bọn chúng lộ ra nguyên hình khi dễ những cái kia chưa khai hóa tiểu quốc còn có thể tại chính thức lực lượng trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích Mặc dù bên trong lòng có ý khác, nhưng đối mặt nhà này Phật Môn vào Đại Long Nhân vật trọng yếu, hắn vẫn nhanh chóng thu liễm nỗi lòng trấn an. Đối mặt Trấn An lời nói. Nghĩ đến Phật Môn cường đại, còn có đối phương sư huynh cái kia kinh cũng như tiên Phật thực lực, Ninh Vương tâm tư lập tức đại định xuống. Nhà mình chất nữ có nội tình, chính xác ra dự liệu của hắn. Nhưng cùng hắn hợp tác Phật Môn, làm sao từng đơn giản? Lại thêm bản thân hắn thực lực, nhiều năm kinh doanh phương Nam nội tình, tinh tế tưởng tượng, hắn thực sự tìm không thấy chính mình thất bại điểm. Ưu thế tại ta Ninh Vương lòng tin 10 phần đứng lên, bất quá trở về suy nghĩ một chút, hắn lại có chút không yên lòng. Đem phong thư này đưa đi bên trong đều, minh hữu của chúng ta buông lỏng lâu như vậy, cũng nên ra một điểm khí lực, chứng minh chính mình giá trị. Ninh Vương tìm đến tâm phúc của mình, trực tiếp đem viết xong thư tính giao cho đối phương. Là, tâm phúc cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Phía Tây tình trạng mặc dù là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẻn vẹn ngoài ý muốn thôi, không có khả năng thay đổi được cái gì. Ninh Vương triệt để tìm về lòng tin, triệu tập tướng lãnh phía dưới bắt đầu thương thảo đại sự. Thắng lợi vui sướng hắn muốn cho cháu gái của mình đưa lên một phần vui mừng lớn hơn mới được ngày mai xin phép nghỉ không đánh ốc vip nhất thiết phải nhiều đổi mới để bày tỏ ủng hộ tấu chương xong chương 289, tây sương vương hậu tây sương quốc là một cái nửa sa mạc quốc độ bởi vì hoàn cảnh tương đối ác liệt thật không có gặp ngoại địch ngấp nghé ngoại trừ mỗi ốc đảo bộ lạc ở giữa ma sát ngày thường đều an tĩnh tường hòa sinh hoạt nhưng những ngày thời gian theo lâm phàm xuất lĩnh đại quân đánh vào toàn bộ tây sương quốc liền trở nên này cờ đỏ cách mạng những nơi đi qua, hoặc chính là thần phục, hoặc chính là toàn bộ bị cưỡng ép nô dịch, kéo trở về lớn long quạng mỏ đào quán, hoặc tiếp tục mở rộng phía tây nhân công kênh đào. Đối mặt hung tàn như vậy hành vi, Tây Sương quốc các bộ toàn bộ dọa sợ. Vương thất phản ứng rất nhanh, tổ chức đại quân đến đây phòng ngự. Nhưng lại pháo đài kiên cố, tại trước mặt cơ quan đại xà, đều giống như giấy dán. Chui vào lòng đất chấp tay, liền xem như cao hơn 10 trượng chắc địch tường thành, cũng không có nổi chút tác dụng nào, dễ dàng bị dỡ bỏ. Đây là chuyên môn phá thành cơ quan thú, không có bất kỳ cái gì tường thành có thế chống cự được. Đến nỗi chính diện đối chiến. Vậy thì bị chết nhanh hơn. 30 vạn tinh nhuệ đều bị dễ dàng đánh tan, Tây Sương Quốc còn có thể có bao nhiêu tinh nhuệ. Trận này đối chiến. Từ vừa mới bắt đầu chính là không ngang nhau, đến từ hàng vĩ đã kích. Thật giống như hiện đại hóa quân đội, đã kích chỉ có một trận chiến tiêu chuẩn vũ trang. Cái này không ba ba đánh nhi tử sao. Chống cự. Lấy cái gì chống cự. Một đường quét ngang đó là đã định trước. Cũng là bởi vì điểm ấy, ác ma quân đoàn danh hào bắt đầu xuất hiện. Ác ma quân đoàn những nơi đi qua, Tây Sương quốc các bộ lạc đều thần phục. Chỉ cần nói ác ma quân đoàn tới, liền không có một bộ tộc dám chống cự. Tây Sương quốc vương thất cũng là ương ngạnh, cố thủ chính mình sở tại ốc đảo vương thành không chết đầu hàng. Lốt điên. Có thể đối mặt dạng này vô địch quân đoàn, cuối cùng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Không đến một tháng thời gian. Tây Sương quốc ốc đảo nơi vương thất đang ở, liền bị cơ quan thú đội ngũ sang bằng, phụ trách kết thúc công việc công tác mấy vạn đại quân, thuần thục bắt đầu quét dọn chiến trường, tiến hành an trí tù binh. Phu quân, có thể cầu ngươi một chuyện sao? Thanh y nhìn xem đại quân ác tải tù binh, do dự phía dưới tìm được Lâm Phàm mở miệng nói. Cầu ta một sự kiện. Lâm Phàm nghe vậy sửng sốt một chút. Ân, có thể chứ. Thanh y nhẹ nhàng cắn cắn môi cánh. Lâm Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, một tay lấy đối phương ôm vào trong ngực, cười nói, đồ ngốc, cùng ta còn có cái gì cầu, có việc ngươi sách là được, trên trời ngôi sao đều cho ngươi hái xuống. Một tháng này thời gian. Hai người có thể nói sớm chiều ở chung, cùng trong rủi xa trường, cảm tình phương diện kịch liệt ấm lên tại ngày qua ngày trao đổi song phương đối với lẫn nhau đều sinh ra ý lại còn có tình ý dạt dào lâu ngày sinh tình lời này cũng không phải nói một chút mà thôi lâm phàm mặc dù tạm thời trích không dưới ngôi sao nhưng tâm ý của hắn lại không có làm bộ thanh y có thất khiếu linh lung thánh thể có thể tùy tiện phân biệt lời nói thật giả lúc này đối mặt lâm phàm đậm đà tình cảm nội tâm cũng là dâng lên nồng nặc xúc động cả hai vốn là nghiệp duyên nhưng cuối cùng lại là thiên tứ lương duyên nói đi chuyện gì Lâm Phàm nhéo nhéo gia nhân khuôn mặt, bóng loáng như ngọc xúc cảm thật sự rất khen. Thanh Y hơi hơi cúi đầu, ngươi có thể thả cô cô ta sao? Cô cô ngươi. Tây Sương Vương hậu. Lâm Phàm lần nữa sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến rất nhanh lại phản ứng lại. Tây Sương quốc đặc sắc, mỗi một đời vương hậu đều đến từ thần nữ bộ thần nữ. Ân. Ừ. Thanh Y màu tím nhạt đôi mắt mang theo lo nghĩ nhìn chăm chú lên Lâm Phàm, sợ bị hiểu lầm lại chủ động giảng giải, cô cô ta tuy là Tây Sương Vương hậu, bất quá lại không có cái gì giả tâm, nàng lui về phía sau tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền, Ha ha. Lâm Phàm nghe vậy nở nụ cười, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, cô cô ngươi không phải cô cô ta sao? Coi như ngươi không cùng ta mở miệng, ta cũng sẽ không làm khó nàng. Nói xong liền đối với bên người ám vệ phân phó, để cho đem Tây Sương Vương hậu mang tới. Cảm ơn ngươi, phu quân. Thanh y nội tâm một hồi ngọt ngào, trước đó nàng độc lập độc hành, muốn làm một nữ cường nhân, cho tới bây giờ cũng không tính dựa vào người nào. Nhưng có Lâm Phàm cái này dựa vào sau, nàng lại dần dần cải biến ý nghĩ. Có người dựa vào. Cảm giác như vậy thật hảo đối mặt lâm phàm cưng chiều nàng toàn bộ tâm đều phải hóa cũng là bởi vì điểm này nàng càng lúc càng giống thiếu nữ lấy trước kia loại cường thế thượng vị giả áo khoác dần dần trở nên không thể nhận ra coi như không có tình du cổ phản vệ nàng lúc này đối với lâm phàm vẫn như cũ sẽ chết tâm sập địa nữ tử cảm tính lúc nào cũng khó mà nắm lấy gia chủ tây sương vương hậu đưa đến ám vệ rất nhanh trở về phục mệnh tây sương vương hậu bị mang đến lâm phàm nghe vậy nhìn lại đập vào mắt là một cái khoảng 30 tuổi thiếu phụ một thân vừa người cung trang váy dài đem thước tha nở nang dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Áo ngực thiết kế có chút thấp, có thể thấy được một vòng kinh người trắng nõn, để cho người ta quán mắt, đi lại ở giữa càng là nhấc lên từng trận sóng lớn, thành thục hấp dẫn nữ tính lực, để cho người ta nhiệt huyết bành trướng. Đồng dạng là màu tím nhạt đôi mắt, đồng dạng thần nữ ấn ký, nhưng cái này đời trước thần nữ, lại cho Lâm Phàm cảm giác không giống nhau. Nếu như thanh y là vừa đúng mật đào, đối phương chính là một cái chính mùi mật đào. Chỉ cần hơi dùng sức vừa bấm, thủy liền sẽ chảy ra, không cầm được loại kia. Lúc Lâm Phàm dò xét nàng, nàng cũng đánh giá lâm phàm cả hai ánh mắt tương đối có cổ không hiểu xúc cảm giống như là điện giật cô cô thanh y mang theo mừng rỡ đi tiến lên tiểu thanh y tây sương vương hậu thu hồi ánh mắt nhìn thấy vãn bối của mình nàng cũng rất mừng rỡ đồng thời cũng hiểu rồi chính mình tại sao lại bị đơn độc từ trại tù binh bên trong đề nghị đối với mình vãn bối đầu hàng địch nàng người vương hậu này cũng là biết đến bởi vì điểm ấy nàng còn gặp lạnh nhạt bất quá nàng từ đầu đến cuối cũng không có nói cái gì đối với tin tưởng mình vãn bối làm như vậy tuyệt đối có nguyên nhân thực tế cũng không có đoán sai. Đối mặt Lâm Phàm vô địch quân đoàn, Tây Sương quốc căn bản không có sức chống cự. Cả hai cũng không phải là một cái cấp bậc. Nếu là đổi lại chính mình, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, sẽ không một đường đi đến đen. Các nàng thần nữ bộ mỗi một thời đại thần nữ gả cho Tây Sương quốc vương thất, không phải là bởi vì các nàng có cái gì nguyên nhân không phải thêm không thể, mà là tại đất nước này, vương thất là tối cường mà thôi. So với không cam lòng vận mệnh cùng ra sức giải dụ thanh y, nàng cái này đời trước thần nữ, cũng không có nhiều như vậy giả tâm cùng truy cầu. Hơn nữa, chân chính khoảng cách gần nhìn thấy lâm phàm cái này vô địch quân đoàn chủ soái nàng thì càng công nhận hai nữ cứ như vậy hàng huyên thỉnh thoảng sẽ hướng lâm phàm nhìn lên một cái mà lâm phàm ngay tại bên cạnh nhìn xem hắn là thực sự không nghĩ tới tại tây sương vương hậu đến sau hệ thống vậy mà lại vang lên thanh âm nhắc nhở len keng kiểm trách đến cao nhan trị nữ tử túc chủ cưới vợ có thể đạt được khen thưởng thêm nghe nhắc nhở này âm ngươi để cho lâm phàm như thế nào bình tĩnh đây là để mình làm tào tặc vừa mới đem thế lực đối địch công phá liền vấn đối phương phu nhân, đêm nay, phu nhân có muốn cùng nào đó cùng bàn chung gối không? Nhất là phu nhân này, vẫn là mình tân nương tử cô cô. Này liền thái sinh cỏ. Nhưng Cao Nhan Trị sẽ ban thưởng long huyết đan, đối với hắn thực lực tăng lên là lớn nhất, xem như công phá Tây Sương quốc niềm vui ngoài ý muốn. Đây nên như thế nào tuyển? Cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới, hắn đều còn không có làm ra lựa chọn, liền có người thay hắn đi làm ra cái lựa chọn này. Tấu chương xong. Chương 290, chào hàng cô cô của mình ngươi nói cái gì lâm phàm cả người đều ngu thanh y con dâu này sau khi cùng chính mình cô cô không biết hàng huyên cái gì vậy mà mở miệng để cho hắn thu cô cô của mình đúng vậy cái này thu chính là ý trên mặt chữ cái này so với âm thanh nhắc nhở của hệ thống còn muốn nổ tung dù sao hệ thống nhắc nhở cũng chính là sử dụng tốt chỗ dụ hoặc mà thôi nhưng không có nói rõ a à. đây là chúng ta tây sương quốc các đại bộ tộc truyền thống phe thắng lợi có thể tiếp thu kẻ thất bại một phương thê tử người thống xuất quân công phá vương thất cô cô ta bây giờ xem như tài sản riêng của ngươi, chỉ là nàng là cô cô ta, ta không nghĩ nàng trở thành có thể tùy ý tặng người tài sản, cho nên hy vọng phu quân ngươi có thể tiếp nhận nàng, cho nàng một cái sống yên phận nhà, mà không phải giống như một cái lựa chọn khác đem nàng đưa cho những người khác, trở thành những người khác đồ chơi. Thanh y đối với chính mình hoang đường thỉnh cầu, làm ra giải thích cặn kẽ. Phu quân, ngươi có thể lại đáp ứng thanh y cái này một cái ích kỷ thỉnh cầu sao? Nên nói đến cuối cùng, nàng đầu thật sâu thấp xuống, nàng cảm thấy mình một mà tiếp yêu cầu, thực sự quá ích kỷ thậm chí có chút ép buộc đạo đức phía trước để cho thả chính mình cô cô lưu lại có thể đến tai họa ngầm đã là lâm phàm cưng chiều bây giờ hành vi của nàng thấy thế nào cũng là ỷ vào lâm phàm sủng ái không biết thu liễm nhưng nàng chỉ như vậy một cái cái cô cô từ nhỏ yêu thương cô cô của mình nàng thật không hy vọng đối phương cùng dĩ vãng những cái kia bị phá bộ lạc thủ lĩnh thê tử bị làm hàng hóa một dạng phái tiễn đưa cuối cùng rơi xuống một cái kết quả thê thảm điểm ấy hoàn toàn có thể tưởng tượng một cái đồ chơi bị chơi chán sau đó sẽ trở thành một cái nhân vật như thế nào đâu dù là cái này đồ chơi dù thế nào xinh đẹp cuối cùng chỉ là một cái đồ chơi mà thôi lốt điên tây sương vương hậu không nói gì chỉ là nhìn về phía lâm phàm ánh mắt nhiều hơn phía trước không có nhu hòa còn có tí ti chờ đợi nàng cùng thanh y không giống nhau nàng không phải một cái có giả vọng người chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh còn có đó chính là ưa thích cường giả có cái bí mật nàng không có cùng người đề cập qua đó chính là nàng không thích tây sương quốc vương cho nên đến bây giờ nàng cũng chưa bao giờ để cho tây sương quốc vương chạm qua cho tới nay hoang hảo cũng là nàng lợi dụng thần nữ tinh thần lực thủ đoạn đem đối phương tiến hành mê huyễn, giống như song phương ở cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, nàng vẫn luôn là cái thân trong sạch, đối phương chân chính còn tốt đối tượng, vẫn luôn là đi theo nàng cùng một chỗ của hồi môn thị nữ. Cũng là bởi vì điểm này, nàng người vương hậu này đến bây giờ cũng không có lập tức một nhi bán nữ, vị trí sớm đã dao động. Nếu không phải là Lâm Phàm cường thế công tới, thậm chí không bao lâu nữa, nàng liền sẽ bị Tây Sương quốc vương thất cho trực tiếp phế trừ vương hậu chi vị. Không phải là bởi vì nàng có nhiều già mồm mà là bởi vì nàng từ nhỏ đã ưa thích anh hùng, đủ để đỉnh thiên lập địa loại kia anh hùng. Nhưng Tây Sương Quốc Vương đâu? Một cái bởi vì gặp may mắn, xuất sinh chính là trưởng tử, còn có hay không các huynh đệ khác, cùng hắn cướp vương vị mà thôi. Nếu không phải là bởi vì điểm ấy, nơi nào đến phiên đối phương kế thừa vương vị này đâu? Bất quá điểm ấy nàng chưa hề nói, bởi vì nàng không cảm thấy điểm này là tư bản. Nàng ưa thích cường giả, nhưng nàng sẽ không đem chính mình bán cho cường giả. Chỉ có chân chính lẫn nhau xem vừa mắt, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý đi cùng theo nếu là không cách nào như thế, nàng giải dụa không có kết quả sau đó, nguyện ý bỏ qua tính mạng mình. Liền giống như bây giờ, nàng xem vừa mắt Lâm Phàm cái này cường giả, nhưng nếu là cái này cường giả chướng mắt chính mình, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng đối với mình sinh mệnh cũng dần dần co nhẹ. Nếu không phải mình chất nữ khuyên nhủ, nàng thậm chí cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, dự định lần này sau đó liền kết đời này. Nhất định muốn bộ dạng này sao? Lâm Phàm có chút đau răng, mặc dù có hệ thống ban thưởng đang dụ dỗ, nhưng dạng này loạn bối phận hắn có chút khó mà chống đỡ hắn nhưng là giáo dục bắt buộc đi ra ngoài đẹp trai a à? ân thanh y dùng sức cực đầu ta thả nàng tự do không được sao nàng về sau muốn làm sao sinh hoạt liền cuộc sống thế nào lâm phàm có chút bất đắc dĩ mở miệng đối với cái này thanh y lắc đầu ngươi thiện lương thanh y cũng biết nhưng trên đời này không phải ai cũng giống như phu quân ngươi hiền lành không còn cường lực che chở ngươi cảm thấy cô cô ta ở bên ngoài có thể bình ổn sinh hoạt sao tây sương quốc vương hậu kiều mỹ dưới thần nữ phàm cái này mặc kệ là cái nào thân phận đều đủ để để cho sắc đảm bao thiên người điên cuồng dù sao liên hệ thống đối mặt với đối phương niên kỷ không nhỏ vẫn như cũ xuất hiện nhắc nhở liền biết cô gái như vậy đến cùng là một cái như thế nào vư vật cái này mặc kệ là điểm nào nhất nếu như không có cường lực chỗ dựa tương lai có khả năng an sinh sao làm không tốt cái gì gan to bằng trời hái hoa đạo tặc liền sẽ muốn thường mạng hái hoa dù là nắm giữ cường đại che chở nhưng chỉ cần không phải chân chính người một nhà cuối cùng vẫn là chen vào như vậy một chút ý tứ hơn nữa thanh y là một vực ngoại nữ tử về sau cũng nghĩ có người bạn nói đến đây lời sau cùng ngữ thanh y khuôn mặt hơi hơi trở nên ửng đỏ có chút không dám nhìn phu quân mình ánh mắt kỳ thực nàng có cái tiểu tư tâm đó chính là lâm phàm cái này phu quân có rất nhiều thê tử chính mình một cái đến từ vực ngoại nữ tử rất có thể khó mà hòa tan vào nhất là đại long đương đại nữ đế vẫn là mình phu quân thê tử đây nếu là không có một cái nào giúp đỡ lẫn nhau người nàng không biết theo lâm phàm về sau chính mình nên như thế nào đi đặt chân bây giờ hoang hảo có thể chỉ là một cái tân tiên kình cái này tân tiên kình trôi qua về sau liền không nhất định tại thần nữ bộ lão già dưới sự dạy dỗ nàng đối với vợ chồng nhận thức cũng là ở vào hậu cung trạng thái tại hậu cung sâu như biển chỗ không phải dựa vào yêu mình phu quân liền có thể qua tốt nhất thiết phải có minh hữu hai người này kết hợp nàng là thật tâm hy vọng lâm phàm có thế tiếp nhận cô cô của mình đối với mình cô cô tình trạng có thể lừa gạt được người khác lừa không được đồng xuất thần nữ nàng trong sạch tự thân tình huống phía dưới có xứng với phu quân mình tư cách cái này vẫn là chậm rãi a à. Lâm Phàm cuối cùng mở miệng nói, bất quá nàng trước tiên có thể đi theo ta, ta sẽ không đem nàng giống như tài hóa tặng cho những người khác, bất quá về sau như thế nào, vẫn là xem duyên phận A, mà không phải loại này bất đắc dĩ bám vào trên người của ta. Thế nhưng là, Thanh Y còn muốn nói cái gì, bất quá bị Lâm Phàm mở miệng đánh gãy, tốt, ta đã quyết định, hơn nữa có ta ở đây, trên đời này không người nào dám đối với cô cô bất kính. Nói xong đối với Tây Sương Vương Hậu người cô cô này cười cười, biểu thị ấy nấy của mình. Cuối cùng qua không được trong lòng cái kia quan vốn là hắn cho là mình cái này cự tuyệt sẽ để cho người cô cô này rất lúng túng dù sao đối phương cái này đưa tới cửa chính mình mở miệng cự tuyệt mảy may không cho mặt mũi có thể để hắn không nghĩ tới cái này cự tuyệt để cho vốn là ánh mắt coi như bình tĩnh cô cô nhìn về phía hắn ánh mắt dần dần nóng trực lên cái này là ý gì lâm phàm cả người có chút sững sờ nhưng tại lúc này hắn lại không tốt nói thêm gì nữa phu quân thanh y thoáng có chút thất lạc nhưng rất nhanh nàng lại đối lâm phàm càng thêm yêu thương vừa rồi mặc dù bị cự tuyệt nhưng nàng nhưng từ phu quân mình trong sự phản ứng, thấy được phu quân đối với vợ mình thích. Loại này thích không phải mỹ mạo đồ bẩn, mà là chân chính yêu tha thiết các nàng những thứ này thê tử. Cho dù có sắc đẹp đưa tới cửa, vì bận tâm thê tử cảm thụ đều từ chối thẳng thắn. Nàng không có ở nói cái gì. Bất quá càng là cái dạng này, nàng lại càng nghĩ cô cô của mình đi theo lâm phàm. Bởi vì chính mình cô cô loại mỹ nhân này, chỉ có chính mình phu quân mới xứng với. Nàng là một cái sự nghiệp tâm rất nặng nữ nhân, chỉ khi nào bị một cái nam nhân chinh phục, nàng lại là một cái cực kỳ cố chấp thê tử lâm phàm không biết điểm ấy cho thấy tâm ý của mình hắn liền phân phó người cho mình con dâu cô cô an bài xem như nhà mình thân nhân tự nhiên không có khả năng về lại trại tù binh thanh y cùng đi ở bên người giống như chuyện này đã qua nhưng làm màn đêm buông xuống chuẩn bị nghỉ ngơi lâm phàm lại phát hiện bên người gia nhân cùng dĩ vãng so ra có chút không đúng tấu chương xong